chào anh em nhé, chào mừng em trở lại đây. Hôm nay thì chiều đến hàng hóa rất là về rất là nhiều các bạn nhé. Toàn bộ đây là hàng đồ chơi xe và phụ tùng xe. Đấy, nói về đồ chơi xe thì ở thị trường Việt Nam đồ chơi xe tải Kia, Hyundai thì nó sẽ có hai thương hiệu đẳng cấp nhất mình nói lại các bạn nhé. Đó chính là Auto Clover. Đây là Auto Clover này các bạn này, hàng đóng hộp bên anh nguyên kiện chứ không bao giờ đóng mà không có hộp các bạn nhé. Còn nếu các bạn mua mà không hộp thì tất cả nó sẽ hàng fake rồi. Còn trừ nhà mình đóng hàng cho các bạn, mình bỏ hộp ra thôi. Còn hàng Auto Clover thì nó đẳng cấp mãi mãi rồi các bạn. Đấy, rất nhiều hàng về các bạn nhé. Đây thì rất là nhiều hàng về đây các bạn, rất là nhiều hàng về. Còn cái thứ hai là đồ chơi các bạn này. Đây, quả đấm số châu Âu các bạn này, rất là đẹp luôn, đẳng cấp rất nhiều luôn. Con này lắp chung rất là nhiều dòng xe nhưng mà nó khác mỗi cái vấn đề là cái số này thôi. Đấy, anh em nào chạy quen rồi thì càng có thể dùng. Còn cái đấm cầm như Santa Fe và Tucson, cầm rất tích các bạn nhé. Còn cái này lắp rất là các bạn này. Đấy, hôm nay thì hàng về rất là nhiều luôn, đẳng nhất đi 3100S, 110L, 110L, rồi 3 cái dây máy điện, 5 tấn HDA10, đó, HDA40. Đều dùng bằng này các bạn nhé, xịn sò 100% luôn. Đấy, rồi cũng còn như đá đê các bạn này, hàng xịn sò luôn. Đó chưa, rồi trong này là tay gương cầu mạ chrome một thùng luôn, cao của anh em này luôn. Tay gương cầu mạ chrome đẹp tuyệt vời luôn. Bên này nha các bạn, bên này nó đi đây là đi rất phụ là các bạn này, đi rất phụ đá đê. Đấy, đi đá đê nhé. Đây là cái cốc nước, cái cốc nước cả cốc đựng là đựng nước nước của công ty. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều đồ đầy luôn. Đây thì rất nhiều đồ các bạn nhá. Đây là đèn xi nhan, đèn xi nhan của cốc, đèn xi nhan của Mighty Hai. Rồi là sổ đi cái rồi cái tai 1 mét đồng. Ok cho anh em, cảm ơn em rất nhiều nhá. Có gì mọi người đều ủng hộ mình nhá, theo số là 0978 23083 và 0978 23083. Cảm ơn em đóng rất nhiều hàng cho mọi người. Đây là kết thúc chương trình video này nha. Sau khi dỡ hàng xong thì nó bây giờ mãi mới xong, rồi sau khi dỡ xong thì bên mình xếp đây, xong mình còn phải đánh dấu kiểm hàng đó các bạn thấy không. Đó, sau khi xếp xong đánh dấu kiểm hàng các bạn nhé, nó mới ra sản phẩm được. Đó, bây giờ đang rất là muộn các bạn ạ, vẫn đang ở cửa hàng đây cập nhật cho các bạn xem đây. Đấy, che mưa toàn bộ đồ Auto Clover các bạn nhé. Đấy, sau khi bỏ đống đồ ra thì cập nhật như này các bạn ạ. Đấy, bên kia thì đang khẩn trương đóng đồ, dán đồ, đóng mang đi gửi. Mặc dù trời rất là muộn rồi, bên mình vẫn làm các bạn nhé. Sơn chặt bùn nữa là xem mưa lại rồi, cửa lại nhá. Không, dưới 10 cân đồng, dưới lo chưa cho đến trên 10 cân đâu. Thế theo không? Bảo. Thế không? Thế mới đau nhỉ? Ôi, tách kiện được không? Hay là nó bắt phải đi thôi? Tách kiện hay là bắt phải đi? Tách kiện luôn mà. Thế thôi để tách kiện vào anh. Còn đây bên này thì đang đóng đồ gửi cho mọi người các bạn nhé. Thank you anh em rất nhiều luôn. Có gì mọi người đấy mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đến cùng tôi Nhật Đức nhá. Có gì mọi người ủng hộ cho các bạn nhé.